nghe nè, tôi không rõ hiện giờ cậu đã phát hiện ra được chuyện gì, nhưng mà không biết liệu cậu có đủ sức ngăn cản nổi bọn tôi không? Hãy chàng trai viên đạn bạc của tôi. Cậu nhóc đó có phải là Edogawa Conan mà các anh vừa nói tới không? Đúng. Có lẽ do được thường xuyên nghe quá nhiều suy luận của anh Mori nên đôi khi cậu nhóc đưa ra các nhận xét vô cùng chính xác. Cô biết không, cậu bé này còn chú ý đến các tình tiết đặc biệt mà ngay cả cảnh sát chúng tôi cũng không nhận ra nữa. Thì ra là vậy sao? Gặp lại nha tiểu thư, vào lần tới nhất định chúng ta sẽ gặp nhau với ánh trăng tuyệt đẹp và lãng mạn. Nhiều lúc Conan hay hỏi mấy câu vô nghĩa nhưng lại gợi ra manh mối cho cuộc điều tra. Biết cháu bấy lâu nay chú luôn thắc mắc một chuyện. Conan à, rốt cuộc thì cháu là ai? Nhưng làm sao thằng nhóc nó có thể biết được điều này? Còn phải nói, Conan không phải là một đứa trẻ bình thường như anh nghĩ đâu. Trong khi người lớn chúng ta ngồi đây lúng túng không biết phải xử trí ra sao, thì thằng bé lại bình tĩnh ứng biến. Đặc biệt, kể từ khi ông ấy dẫn theo cậu bé thông minh đó thì càng xuất sắc hơn nữa. Cậu bé đó có thể sẽ bảo vệ được báo vật. Tên của cậu nhóc đó chính là Edogawa Conan. Anh ta làm vậy là để cứu cậu đó Genta à? Hả? Bởi vì nếu cậu cứ như vậy mà chạy vào trong, lỡ cậu đập xuống bẫy dưới sàn nhà thì sao đây? À, vậy là anh ấy cố tình chạy tới nhanh nhất và chờ sẵn ở đó để cô chúng ta thoát khỏi bảy thanh gươm có đúng không? Đúng là như vậy rồi. Không ngờ một siêu trộm lại có tấm lòng cao thượng như vậy. Được biết cô nhỏ xinh này khen ngợi, đúng là vinh dự của tôi. Thầy, ngày sinh của hai chị đều cách sinh nhật của em một ngày đó. Đều cách một ngày, có nghĩa là ngày 4 tháng 5 sao? Cũng là ngày sinh của Shinichi mà. Sự trùng hợp này có khi nào vậy thì ngươi tính sẽ làm gì tiếp theo đây? Nếu vẫn còn muốn trốn tìm thì hãy vào tù mà chơi đi. Thôi vậy sao? Còn ta thì đang chờ ngươi đưa về nhà ăn tối. Chị coi. À, không có gì đâu chị. Thật không? Để em. Hả? Conan hư quá, dám dán kẹo cao su dưới ghế nè. Cũng tại những đứa trẻ nghịch phá như bạn mà tụi trẻ như mình bị người lớn coi là phiền phức đó biết không hả? Kẹo.